Mùa thu là thời điểm những cung đường lên Tây Bắc trở nên nhộn nhịp hơn. Từng thửa ruộng bậc thang trùng điệp nhuộm vàng khắp các triền núi, bao bọc những con sông và trải dài qua các bản làng. Hầu hết bạn bè của em thì đến đây cũng đều rất là thích đi ngắm mùa vàng ở Sapa nói riêng và mùa vàng ở quanh Lào Cai nói chung. Thì mọi người cũng vẫn là những cái trải nghiệm như thế thôi, nhìn bà con gặt lúa rồi là ngắm lúa và tìm hiểu về những cái nét văn hóa của người Mông hoặc là người Tày. Danh thắng ruộng bậc thang ở một số địa phương Tây Bắc chính là một bản hùng ca về sự sáng tạo của đồng bào các dân tộc miền núi. Những thửa ruộng này đã được công nhận là di tích quốc gia. Đây là lần đầu tiên tôi được ngắm mùa lúa tại Sapa. Khung cảnh ở đây thực sự rất tuyệt vời. Trải nghiệm này khiến cho tôi cảm thấy rất thích thú. Tôi đã chụp được rất nhiều ảnh và video đẹp. Tôi sẽ đăng lên mạng xã hội và gửi cho bạn bè của mình cùng xem. Các địa phương đã liên kết với nhau để cùng khai thác tiềm năng mùa lúa chín. Cái sự liên kết này thực sự là rất là có ý nghĩa, bởi vì cái liên kết của 8 tỉnh trước kia đã có, nhưng bây giờ thì các tỉnh đã đi sâu vào việc xây dựng sản phẩm chung và có một cái thống nhất về quảng bá xúc tiến điểm đến du lịch với một cái tài nguyên, một cái giá trị văn hóa, giá trị lịch sử và cái giá trị tài nguyên rất là cụ thể. Hai sản phẩm du lịch liên kết vùng Tây Bắc mở rộng sẽ được giới thiệu với du khách, đó là Về miền di sản ruộng bậc thang, câu chuyện người diệt thổ cẩm giữa trời Tây Bắc, và Ngược dòng sông Đà về miền ký ức, câu chuyện người giữ hồn Tây Bắc. Cùng với đó, hàng loạt các lễ hội, sự kiện hấp dẫn được tổ chức trong mùa thu này hứa hẹn sẽ thu hút ngày càng đông du khách đến với mùa vàng.